dẫn các bạn làm món tàu hũ xả xả. Trước tiên là mình sẽ sắc xả trước đi ha. Sắc xả mình bầm cho nó nhuyễn. Nên dùng đậu hũ tươi sẽ ngon hơn rất là nhiều. Mình cắt mỏng vừa miếng ăn thôi. Đừng cắt to quá, đừng cắt nhỏ quá. Mình cắt cho nó vừa đủ miếng gấp. Chuẩn bị thâu đậu hũ xong, mình bắt chảo lên cho dầu vào, bật lửa lên. Rồi cho đậu hũ vào chảo. Mình chỉ xào đậu hũ với mức độ vừa phải, đừng có để cho đậu hũ vàng quá. Cũng ít dầu thôi, không cần phải để nhiều dầu. Tức là chỉ cần ít dầu nhưng mà mình xào thường xuyên, khi nó nóng dầu lên mình xào qua xào lại, xào qua xào lại khoảng 20 phút, 25 phút cũng được. Quan trọng là đừng để cho miếng tàu hũ nó quá giòn, mình xào xả nó sẽ bị cứng, cho nên mình xào thường xuyên mà mình chỉ để miếng đậu hũ nó vừa vàng đều hai bên thôi. Thì như vậy khi mình xào xả, miếng tàu hũ nó sẽ thấm xả và nó mềm, nó dai, dễ ăn. Còn nếu mình chiên mà nó giòn quá thì khi mình xào xả nó sẽ cứng, khó ăn hơn. Chuẩn bị hành với xả. Vài tép tỏi. Mình sẽ lấy phần nửa hành với xả, tỏi xào. Cho nó thơm lên. Tàu hũ chiên với xả rất là hấp dẫn. Tắt. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Cho một ít lá rau răm vô cho nó thơm. Ớt vô cho nó cay, cho nó ngon. Ở đây cũng vậy. Tàu hũ xả cho ra chả ra dĩa. Chảy bớt dầu xuống. Đây là món tàu hũ chiên xả.
chỉ một ít hạt nêm thôi cho nó vừa ăn, dành cho những người kiêng ăn mặn, không ăn quá mặn, rất là hấp dẫn phải không các bạn?